chào mọi người, mình là Kim Dung từ biên tập bộ phim Nước Hoa Vita. Trong video ngày hôm nay hãy cùng nhau nói chuyện một chút về những chai nước hoa đến từ Sơ Chót đang được mình cưng nhất thời gian gần đây. Như các bạn biết là gần đây mình mua khá là nhiều nước hoa của Sơ Chót, chai lọ đẹp, hiệu năng sử dụng tốt cùng với lại những mùi hương ấn tượng là lý do mà mình mua khá nước hoa của Sơ Chót rồi. Trong năm 2023 vừa qua thì mình mua khá là nhiều, gần 20 chai Sơ Chót, trong đó có những chai đến rồi đi rất là nhanh, kiểu mà mua không thích rồi bắt liền đó mọi người. Có những chai là chưa kịp làm video để giới thiệu đến với mọi người luôn. Do vậy nên là hôm nay sẽ gửi đến mọi người một cái video tổng hợp về 3 chai nước hoa đến từ Sơ Chót mình sử dụng khá là nhiều thời gian gần đây. Hãy bắt đầu với chai nước hoa màu xanh dương đến từ bộ sưu tập JTC Shawn The Club và mang tên là 40 Knot hay là 40 Knot. Những bạn nào là fan của nước hoa Sơ Chót thì hẳn biết chai nước hoa màu xanh dương ở trên tay mình rồi đúng không? JTC hay là Shawn The Club là tên của một cái collection nước hoa rất là nổi tiếng của Sơ Chót. Mỗi người pick những cái chai nước hoa này sẽ đại diện cho một cái câu lạc bộ tương ứng. Chúng ta có câu lạc bộ đua ngựa, câu lạc bộ quần vợt, câu lạc bộ du thuyền, câu lạc bộ nhạc ra, câu lạc bộ của các nhà thơ và cả câu lạc bộ thời trang nữa mọi người. Trong bộ sưu tập JTC Shawn The Club này thì hiện giờ có 10 mùi hương nước hoa và trên tay mình 40 Knot chính là mùi hương của Yacht Club hay là câu lạc bộ du thuyền. Đến nỗi mà cái tên 40 Knot này chính là vận tốc của chiếc du thuyền đến từ nhà Sơ Chót. Hãy cùng mình trải nghiệm mùi hương xanh dương này nha. Thời gian gần đây á, những chai nước hoa đến từ Sơ Chót rất là được lòng mình bởi vì cái packaging của nó mình rất là ưng ý mọi người. Cái phần nắp của cái chai nước hoa này là một cái chi tiết bằng kim loại màu vàng, rất là chắc chắn, đẹp mắt và không có bị xuống màu theo thời gian. Chai nước hoa mang tên 40 Knot ở trên tay mình thì nó có hai dung tích 50ml và 100ml. 50ml thì nó sẽ nhỏ, còn chai nước hoa này thì khá là lớn. Với cái mùi hương mang tên 40 Knot này và câu lạc bộ của nó là câu lạc bộ du thuyền, mọi người có đoán được cái mùi hương này mùi nó sẽ như thế nào không? Chắc là mọi người sẽ đoán đây là một cái nhóm hương aquatic mang hơi hướng biển đúng không? Mang hơi hướng đại dương. Đúng nhưng mà chưa đủ nha. Khi mà xịt 40 Knot ra thì mình lập tức sẽ cảm nhận được cái mùi của biển. Tuy nhiên nó không nhiều mọi người. Mùi của biển được Sơ Chót sử dụng trong cái chai 40 Knot này nó chính là sea water, nước biển, và sea salt là muối biển. Đây là hai cái thành phần đến từ biển duy nhất để khắc họa mùi hương của chai nước hoa đến từ câu lạc bộ du thuyền. Nhưng chủ đạo hương của 40 Knot lại chính là mùi gỗ. Hợp hương gỗ trong cái chai 40 Knot này mình có thể cảm nhận được ở đây chính là gỗ trầm hương, gỗ tuyết tùng cedarwood và cả gỗ đàn hương nữa. Hợp hương gỗ ở đây nó không rõ ràng ra là nốt hương gỗ nào, ngược lại nó mix với nhau rất là mịn màng, rất là mượt mà. Mùi hợp hương gỗ kết hợp với những nốt hương biển marine như là sea salt và sea water tạo cảm giác của một ngày hè nằm dài trên một con thuyền. Mùi hương rất là sống động, chân thực và ngửi rất là luxury. Trong cái chai 40 Knot này mình còn cảm nhận được một chút vị ngọt của hổ phách. Vị ngọt của hổ phách kết hợp với gỗ làm cho 40 Knot khiến người ta liên tưởng tới Christian Dior Ambre Nuit. Tuy nhiên với mình thì sự tương đồng nó là không quá nhiều. 40 Knot là một chai nước hoa có cái độ bám tỏa phải nói là dữ dội không mọi người hả? Dữ dội, một cái mùi hương sẽ long lasting rơi vào khoảng tầm 8 đến 10 tiếng đồng hồ trên da cùng với một cái packaging vô cùng sang trọng. Hồi nãy giờ mình nói về 40 Knot quá là nhiều. Do vậy nên mình sẽ nói về cái chai tiếp theo này ngắn một tí. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã làm nguyên một cái video dài để nói về em rồi. Alexandria 2 đến từ nhà hương Sơ Chót. Nếu 40 Knot thuộc bộ sưu tập JTC Shawn The Club thì Alexandria 2 thuộc bộ sưu tập Usta đến từ nhà hương Sơ Chót. Bộ sưu tập Usta này sau khi cái chai Alexandria số 1 ra đời thì thành công rầm rộ. Hiện nay thì mình sẽ có Alexandria 1, Alexandria 2 và Alexandria 3. Mình thì chưa trải nghiệm Alexandria 3 để mà có thể chia sẻ với mọi người rõ hơn. Tuy nhiên, sản phẩm mang tên Alexandria 2 trên tay mình đúng là cực phẩm nha mọi người. Mùi hương của giới quý tộc. Sau khi cái chai Alexandria 2 này ra đời á, đúng là tạo nên một cái cơn sóng khủng khiếp trong cái cộng đồng những người chơi nước hoa Sơ Chót luôn. Cái mùi này á, mình nhận được nhiều feedback tốt đến mức mà không thấy ai chơi. Mùi hương này nịnh mũi cả với phái nữ, cả với phái nam, cả với những người lớn tuổi khó chịu cho đến những người
trẻ, sống động và dễ dãi hơn trong cái gu mùi, thì ai nấy đều dành những cái lời khen rất là dữ dội cho chai Alexandria 2 này. Khi mà vừa mới xịt ra, mùi hương mà bạn cảm nhận rõ chính là quế vanilla kết hợp với lại nốt hương hoa, ở đây là lavender. Hộp hương này ngửi rất là nền mũi, rất là well blended, bược mà xịt ra là thấy thơm liền đó mọi người. Base nền của cái chai nước hoa này nó là nốt hương gỗ, ở đây có một cái loại gỗ quý mà nó làm nên cái sự luxury và sang trọng cho Alexandria 2, đó chính là gỗ hồng mộc. Gỗ hồng mộc cùng với xạ hương làm cho chai nước hoa mang tên Alexandria 2 này có cái độ bám tỏa là quái vật ha. Tuy nhiên với cái tiết trời mùa hè nóng bức như thế này thì 40 Knot sẽ đẹp hơn, Alexandria 2 sẽ phù hợp hơn với tiết trời thu đông. Và mình đã từng làm riêng một cái video chỉ để chia sẻ rất là nhiều cảm nhận của mình về Alexandria 2. Cái mùi này khi mà mình unbox nó mọi người, vô tình lúc đó là mình đang livestream, cái mình bị ấn tượng, mình quên, wow, sao mà nó thơm dữ vậy ta. Nó đến nỗi mà mọi người trong livestream đều kiểu gọi là bà có chiếc không, để tôi mua luôn, chứ tôi thấy bà tả thấy thơm, thấy cũng ghiền, thấy cũng tò mò. Do vậy nên là bạn nào mà muốn thử một chai nước hoa duy nhất thôi nha, lựa chọn duy nhất một chai nước hoa sang trọng, lịch lãm, dễ được khen đến từ Sojot thì chắc chắn phải là Alexandria 2 rồi. Một trong những điểm lưu ý của mình với cái mùi hương này là đây là một cái mùi hương hoàn toàn thiên nam. Nam giới xài sẽ vững chãi, lịch lãm, sang trọng và gây ấn tượng hơn hẳn. Đây không phải là một cái mùi hương mà nữ giới có thể mặc đẹp được đâu mọi người. Nữ là phải cực kỳ cá tính nha. Còn lại cảm giác trải nghiệm của mình là mùi hương này nó straight, nó thẳng, tuồn tuột và nó rất là men. Một người đàn ông mạnh mẽ, lịch lãm, tự chủ và quyền lực nữa. Cái vibe mùi này nó chả thua kém gì so với những cái nước hoa luxury đến từ Rosa cả. Một phần là vì như vậy nên thời gian gần đây mình mới mua nhiều nước hoa Sojot đến như vậy á mọi người. Mùi hương làm thực sự quá là tốt. Và cuối cùng, chai nước hoa nổi nhất trong cái list ngày hôm nay, Evapura, đến từ bộ sưu tập Velvet Collection. Evapura cùng với Soprano, Accento, Guadalcina, Overture, Muse là những cái chai nước hoa mà cực kỳ nên thử, thuộc bộ sưu tập Velvet Collection. Bộ sưu tập Velvet Collection này á, đặc trưng của nó chính là cái vỏ của nó là cái vỏ bằng nhung mọi người, cầm rất là đẹp. Cùng lúc mình chia sẻ với mọi người cái thông tin này thì mình đã nhận ngay được một cái tin buồn là từ giờ thì Sojot sẽ ngừng sản xuất cái phiên bản nhung này. Bộ sưu tập này không được gọi là Velvet Collection nữa mà chuyển thành Sojot Vibe, và cái vỏ nhung này nó sẽ bị khai tử. Mình sẽ không còn Evapura vỏ nhung nữa mà mình chỉ còn là cái vỏ nó trơn láng ha. Trông hơi buồn bởi vì mình là một người bị cuồng cái packaging nhung mọi người, đến nỗi mà mình trước khi nghe mà cái tin mà ngừng sản xuất cái vỏ cũ, đổi cover là mình phải mua backup Accento, Soprano, Evapura và những cái mùi mình thích của cái bộ sưu tập Velvet Collection này để mình giữ cái vỏ nhung. Sojot khẳng định là sẽ không có cái sự thay đổi nào về mùi hương, tuy nhiên cũng ai mà biết được, Sojot rất là hay kiểu mà pha loãng mùi của họ, nên vậy nên là với trải nghiệm của một người chơi như mình thì đang còn sở hữu được bản cũ thì hurry up, gấp đi mua. Nhưng mà đến khi nó chuyển thành bản mới rồi thì chúng ta phải chấp nhận mà thôi. Evapura là chai nước hoa nổi nhất thời gian gần đây. Mọi người có thể bắt gặp rất là nhiều người nổi tiếng sử dụng mùi hương mang tên Evapura này. Điển hình là có những cầu thủ, có những celebrity, có những ngôi sao ở bên Mỹ thì họ sử dụng cái Evapura này rất là nhiều. Bởi vì sao vậy? Evapura đầu tiên phải nói đến nó là ngôi sao của bộ sưu tập Velvet Collection. Mùi hương này được ưu ái gọi bằng cái tên là cỏ tiên hay là cỏ Mỹ. Cái mùi hương này nó cuốn kinh khủng khiếp luôn mọi người. Chủ đạo hương của cái Evapura này á, khi mà mọi người mới xịt ra là mọi người biết tại sao là được dân Mỹ rất là đón nhận. Cái mùi hương này bám tỏa cực khủng. Xịt nước hoa là phải biết cho người ta biết là mình đang xịt nước hoa. Mùi trái cây, hoa cỏ và xạ hương đậm đà, nồng, dày dặn và cực kỳ gây ấn tượng. Tưởng tượng mà đi vào một cái bar pub, đi vào một cái bữa tiệc hoặc là đi vào một cái không gian đông người thì cái người mặc cái mùi Evapura này á, nó tạo nên một cái sức ảnh hưởng nó khác biệt hoàn toàn với đám đông liền mọi người ơi. Vai của Evapura hiện giờ mình có thể bắt gặp ở rất là nhiều chai nước hoa tương tự: Delina, Atomic Rose, Amok Garden, đó, Byredo, Bondafric hoặc là Maison Crivali Hibiscus là những cái chai nước hoa làm theo cái vai mùi này. Trái cây dày đậm ngọt ngào đi kèm với lớp nền là gỗ và xạ hương ấn tượng. Nhưng Evapura là
ở trên những cái chai nước hoa kia một bậc luôn mọi người. Evapura là nó phải nằm ở top đầu bởi vì nó cực kỳ ấn tượng. Mùi hương ngửi sang trọng, ngọt ngào, ấm áp. Nó giống như là mùi hương của một cái ngày hè nhiệt đới ở trong một cái khu rừng ngập tràn trái cây chín tươi mơn mởn cùng với rất là nhiều hoa cỏ. Evapura là một cái mùi hương sống động tuyệt vời dành cho những ngày mùa hè ở trên bãi biển, chiêu giống như trong mấy cái phim Mỹ mà mình coi á mọi người. Thì cái vibe của nó rất là nhiều màu sắc, rất là rộn ràng và nó rất là Mỹ. Chai Evapura này mình tiếc á là tại sao mọi người chưa biết đến nó nhiều hơn nha. Chứ mà mọi người mà biết đến nó nhiều hơn thì chắc là tạo nên một cái cơn sốt không kém luôn với mình đó, với quan điểm của mình đó là The Lina Atomic Pro hay là ở Mock Garden là không có cửa với Evapura nha mọi người. Evapura là một cái mùi hương xuất sắc, phải nói là xuất sắc dành cho nữ đến từ Sir Job. Tuy cái mùi nữ hương này nó gợi lên hơi hướng là nó sẽ thiên nữ nhưng mà mấy anh Tây xài cực kỳ nhiều mọi người ha, và nó đặc biệt rất là hợp với mấy chị Mỹ nha mọi người. Mấy chị Mỹ tóc vàng ha, có cái vẻ ngoài rất là sexy, nóng bỏng, rực lửa thì cực kỳ phù hợp với cái mùi hương Vanta Evapura này. Bạn nào mà theo gu mà hiền ngoan, tinh tế, thanh lịch thì tránh xa mùi hương này nha. Mùi hương này chỉ dành cho ai tỏa sáng thôi. Những cái bạn mà ăn mặc sexy, nóng bỏng, rực rỡ, tâm điểm thu hút sự chú ý thì những bạn đó cực kỳ phù hợp với Evapura. Còn về độ bán tỏa thì chắc không phải nói, có một bạn khách của mình review thế này là bán tỏa 2-3 ngày hả? Bán 2-3 ngày mà tỏa xa 16m50 đó mọi người, là biết là cái sức hút của cái mùi này nó khủng nít cỡ nào. Tuy nhiên đó là mình vẫn dành một cái lời khuyên, đó là tiết trời đang nóng bức á thì hạn chế sử dụng mùi hương này hoặc là một shot duy nhất thôi. Còn cái khuyết điểm thứ hai á là sẽ không hợp với những bạn mà baby non tơ theo cái vai thanh lịch tinh tế thì không hợp với Evapura nha. Evapura là mùi hương nóng bỏng, quyến rũ và tỏa ra cái ma lực làm cho xung quanh là phải cháy lên với cổ ha. Vậy là xong video rồi, tại sao mà dành Evapura để nói cuối cùng là vì quá là thích nó luôn. Cái bộ sưu tập Velvet Collection đó, hiện giờ thì Vita còn giữ được 3 chai là Accento, Soprano và Evapura, thì sẽ dành một cái video sau cũng khoảng tầm 10 phút để nói về những cái con có nhung của nhà Sir Job. Mê lắm mọi người, chắc là mình phù phiếm nên vậy nên là cái vỏ nhung đó mình cực kỳ ưng. Cái vỏ nhung đó nó có một cái khuyết điểm mọi người, chính là vương nước hoa ra thì nó bị chóc cái vỏ nhung. Nó bị chóc cái vỏ nhung là nó xấu òm và sử dụng lâu dài á, mọi người coi IG của mấy anh Tây, mấy chị Tây xài là nó chóc hết trơn. Do vậy nên là mình thấy rằng là bên nước ngoài á họ chuyển qua cái vỏ láng thì mình thấy cũng hợp lý nhưng mà vẫn tiếc chứ đúng không mọi người. Ok, nếu mà mọi người có góp ý gì với Dung trong cái video này thì hãy để lại comment ở bên dưới nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Dung ngày hôm nay. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video review nước hoa sau.